Chị Nguyễn Thị Sự, công nhân công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, là hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai người con đang tuổi ăn tuổi học. Trước kia, ba mẹ con chị Sự ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Thực hiện chương trình Mái ấm công đoàn, mới đây, công đoàn ngành công thương Thái Nguyên đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để chị Sự xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà cũ của tôi là nó trước kia là nó xuống cấp trầm trọng rồi. Mỗi lần mưa là tôi đều phải lấy xô chậu ra để hứng. Cũng nhờ sự quan tâm của công đoàn ngành công thương thì gia đình tôi đã quyết tâm để xây dựng ngôi nhà. Chúng tôi rất là cảm ơn công đoàn ngành công thương đã quan tâm đến gia đình tôi. Công đoàn ngành công thương tỉnh Thái Nguyên hiện có 30 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 20.000 đoàn viên, người lao động. Xác định công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt. Thời gian vừa qua, các cấp công đoàn ngành luôn sâu sát cơ sở, tăng cường công tác nắm bắt thông tin, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó có những hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả. Qua những năm vừa qua thì chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của công đoàn công ty, từ vật chất cho đến tinh thần. Công đoàn luôn gắn bó, gần gũi và chia sẻ để người công nhân chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi thì ở cái môi trường làm việc nó cũng có vất vả hơn, sự chăm lo của công đoàn chúng tôi cũng cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động được công đoàn ngành thực hiện có hiệu quả thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ chế độ phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Theo thống kê, 19 trên 19 đơn vị đủ điều kiện ký thỏa ước lao động tập thể. Trong đó, trên 90% các bản thỏa ước, người lao động được hưởng những quyền lợi cao hơn so với luật lao động quy định. Trong cái quá trình hoạt động của công ty, thì cái tổ chức công đoàn ấy, là nó có một cái đóng góp rất tốt, động viên, hỗ trợ anh em, góp phần tạo ra một cái môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, và qua đó thì anh em sẽ phát huy được hết cái khả năng, năng lực của mình để đem lại cái hiệu quả cao nhất cho công ty cũng như cho bản thân của người lao động. Trong thời gian tới thì công đoàn ngành công thương tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, công đoàn ngành công thương sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy, xuân ơn Đảng, khai mạc chợ Tết công đoàn, tổ chức đi thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với những hoạt động cụ thể, nỗ lực vì quyền, lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động, thời gian tới, công đoàn ngành công thương tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đoàn viên, người lao động có thêm động lực để đóng góp xây dựng công đoàn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh.